Mấy hôm nay mình thấy là có thông tin bình luận viên Quốc Khánh bảo là hỏi 100 người thì cả 100 người đều không biết là đội bóng nào năm vừa rồi vô địch V-League. Thì hôm nay anh em hãy cùng mình đi phỏng vấn anh em tại sân bóng xem thế nào nhá. Thế thì hỏi là bạn biết là đội bóng nào năm vừa rồi vô địch V-League không? Thì chắc chắn là Hoàng Anh Gia Lai chứ gì nữa. Không biết nha. Anh Gia Lai cho anh hỏi là đội bóng nào năm vừa rồi vô địch V-League? Hà Nội FC. Vai. Thế hỏi là năm vừa rồi thì đội bóng nào vô địch V-League? Lam Định hả anh? Mới được một người. Anh em, năm vừa rồi thì đội nào vô địch V-League nhỉ? Không biết. Đội bóng nào vừa vô địch V-League? Thép Xanh Nam Định ạ. Em Nam Định mà anh. Phải đúng với ông Nam Định bảo sao? Phải ông nào? Đây đây. Năm vừa rồi vô địch V-League. Em không biết. Hỏi thật. Thật. Không biết thật nhá. Thằng em quê đâu nhỉ? Quê Phủ Lý. Phủ Lý Hà Nam à? Vâng. Đội bóng nào năm vừa rồi vô địch V-League? V-League 2024 V-League hay là Premier League anh? V-League. Ôi trời, Premier League. Ôi trời, Premier League. Đội bóng nào vô địch V-League năm vừa rồi? Em không biết anh ạ. Ôi không biết. Ôi trời ơi. Hỏng, chỉ có 2-3 người này. Đội bóng nào vô địch V-League? Vì nào? Thép Xanh Nam Định như vậy. Ôi trời ơi, Thép Xanh Nam Định có đá V-League đâu. Ông này không biết gì đúng không? Đoán mò không à? Đoán đúng rồi nhưng mà dọa không biết, chắc chắn đoán mò. Em ra cho anh phỏng vấn tí. Nhìn quen quen nhỉ, em biết đội nào năm vừa rồi vô địch V-League không? Năm vừa rồi anh? Không biết không nói luôn. Hình như là Than Quảng Ninh hay sao nhỉ? Em biết mùa giải V-League. Giải V-League. V-League vừa rồi thì đội nào vô địch V-League không? Hà Nội đi anh. Hà Nội á? Nam Định. Dày thì thối mà cứ rơ vào mặt. Chán. Toàn. Mình xin khẳng định lại là không phải 100% nhá. Chắc khoảng tầm 70-80% anh em không biết thôi. Chán. Một giải bóng đá lớn nhất Việt Nam mà cuối cùng không ai biết. Bây giờ có khi mình hỏi bao nhiêu đội, có khi là chắc mình nghĩ là 99% là không biết là giải V-League có bao nhiêu đội đâu. Anh em hãy chờ đoán clip tiếp theo nhá.